chẳng bao giờ phát khởi tâm tương ưng sự chấp thủ tướng bốn niệm trụ cũng chẳng phát khởi tâm tương ưng sự chấp thủ tướng bốn tránh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo chẳng bao giờ phát khởi tâm tương ưng sự chấp thủ tướng pháp môn giải thoát không, cũng chẳng phát khởi tâm tương ưng sự chấp thủ tướng pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng bao giờ phát khởi tâm tương ưng sự chấp thủ tướng bậc cực hỷ, cũng chẳng phát khởi tâm tương ưng sự chấp thủ tướng bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, chẳng bao giờ phát khởi tâm tương ưng sự chấp thủ tướng năm loại mắt cũng chẳng phát khỏi tâm tương ưng sự chấp thủ tướng sáu phép thần thông, chẳng bao giờ phát khỏi tâm tương ưng sự chấp thủ tướng 10 đực Phật, cũng chẳng phát khỏi tâm tương ưng sự chấp thủ tướng bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng chẳng bao giờ phát khỏi tâm tương ưng sự chấp thủ tướng pháp không quên mất cũng chẳng phát khỏi tâm tương ưng sự chấp thủ tướng tánh luôn luôn xả chẳng bao giờ phát khỏi tâm tương ưng sự chấp thủ tướng trí nhất thiết cũng chẳng phát khỏi tâm tương ưng sự chấp thủ tướng trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chẳng bao giờ phát khỏi tâm tương ưng sự chấp thủ tướng tất cả pháp môn Đà La Ni cũng chẳng phát khỏi tâm tương ưng sự chấp thủ tướng tất cả pháp môn tam ma Địa chẳng bao giờ phát khởi tâm tương ưng sự chấp thủ tướng quả dự lưu, cũng chẳng phát khởi tâm tương ưng sự chấp thủ tướng quả nhất lai bất hoàn a la hán, chẳng bao giờ phát khởi tâm tương ưng sự chấp thủ tướng quả vị độc giác, chẳng bao giờ phát khởi tâm tương ưng sự chấp thủ tướng tất cả hạnh đại bồ tát, chẳng bao giờ phát khởi tâm tương ưng sự chấp thủ tướng quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì sao? Này thiện hiện vì Đại Bồ Tát ấy tu hành phương tiện thiện xảo, bát nhã ba la mật đa sâu xa, hoàn toàn chẳng thấy có pháp nào là pháp có thể đạt được. Vì không có sở đắc nên chẳng khởi tâm tương ưng sự chấp thủ pháp tướng như sắc, vân vân lại nữa thiện hiện nếu đại bồ tát tu học phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế thì có khả năng gồm thâu tất cả ba la mật đa có khả năng tập trung tất cả ba la mật đa có khả năng dẫn dắt tất cả ba la mật đa vì sao này thiện hiện vì trong bát nhã ba la mật đa sâu xa bao gồm hết tất cả ba la mật đa này thiện hiện thí như thân kiến có khả năng gồm thâu hết 62 kiến chấp bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng lại như vậy bao gồm hết tất cả ba la mật đa này thiện hiện thí như các người chết vì mạng căn diệt nên các căn diệt theo bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng như thế tất cả pháp học về ba la mật đa đều tùy thuộc nếu không có bát nhã ba la mật đa thì cũng không có tất cả ba la mật Đa. vì vậy này thiện hiện nếu đại bồ tát muốn đạt đến bờ rốt giáo bên kia của Ba La Mật Đa thì phải siêng năng tu học bát nhã Ba La Mật Đa sâu xa.